Vâng, giờ đây xin các ban ngành chúng ta hãy dừng lại, không hoạt động nữa. Xin ban trắc tiến lưu lên trên linh đài Thánh Giuse này cho. Xin mời ban trắc tiến lui lên linh đài Thánh Giuse. Xin mời ông trưởng ban trắc cho các em di chuyển thành hàng nghiêm trang, rất là hoành tráng, tiến lên trên trước linh đài Thánh Giuse. Xin tất cả cộng đoàn chúng ta tập trung vào và hướng về linh đài Thánh Giuse để chuẩn bị khai mạc chương trình rước. Bây giờ đã là 7 giờ kém 10 và chúng ta chắc chắn rước không thể 30 phút kết thúc được. Xin được có mấy hướng dẫn. Trước nhất, hôm nay có cha quy hương về đồng tế trong thánh lễ này. Điểm thứ hai, tôi có mời thêm một cha dòng. Giờ đây ngài đã dâng lễ rồi, cho nên ngài không dâng lễ ở đây nữa và ngài sẽ ngồi ở tòa giải tội ở trong tầng trệt nhà chung. Xin ai muốn lãnh bí tích hòa giải, chúng ta không đi rước, chúng ta sẽ vào trong tầng trệt nhà chung dọn mình. Và giờ đây ngài đang chuẩn bị đến giáo xứ và ngài sẽ ngồi tòa giải tội trong suốt tối hôm nay cho đến khi nào hết người xưng tội. Xin lưu ý một lần nữa, ai muốn lãnh bí tích giải tội trong tối hôm nay, hôm nay tôi mời riêng một cha dòng, ngài sẽ về ngồi tòa giải tội ở tầng trệt nhà chung từ 7 giờ, tức là sau đây 10 phút nữa thì ngài sẽ ngồi ở tòa giải tội và ngài sẽ ngồi liên tục kể cả lúc lễ cho đến xong buổi tối hôm nay, có thể cho đến khi hết người xưng tội. Cho nên đây cũng là cơ hội mà tôi muốn để cho giáo xứ chúng ta có cơ hội đón mừng lễ phục sinh, đặc biệt là ai muốn tranh thủ xưng tội để trong buổi hôm nay là lễ Thánh Giuse thì xin dọn mình mau và chúng ta không đi rước. Ai muốn xưng tội không cần phải đi rước, và trong lúc lễ hôm nay chúng ta cũng có thể vẫn tiếp tục xưng tội được, là vì tranh thủ chúng ta còn đón mừng bầu nhiệm Chúa phục sinh. Cho nên xin lưu ý điều đó. Có một cha liên tục giải tội từ lúc 7 giờ tối hôm nay cho đến khi hết người xưng tội, thì xin đừng có để mất thời gian của quý cha. Sáng mai thì ở dưới nhà xứ Bồng Tiên, giáo xứ mẹ có chương trình mục vụ của Đức Giám mục trong mùa chay, cho nên sẽ có chương trình mục vụ Đức cha cùng với các quý cha sẽ về hướng dẫn mục vụ và hướng dẫn về ý nghĩa của mùa chay, và các ngài sẽ ban bí tích hòa giải cho chúng ta từ 8 giờ sáng cho đến trưa. Tối hôm nay bây giờ chuẩn bị có nghi thức sau khi ông trùm hoặc là người đại diện viện kinh, chúng ta chỉ làm dấu và hát kinh Chúa Thánh Thần thôi. Thì chúng con xin kính mời cha Quý Hương, cha Giuse Quý Hương cũng là cha xứ giáo xứ Bích Du, ngài trở lên lễ đài với chúng con để sau khi bài hát Chúa Thánh Thần khai mạc thì sẽ có nghi thức làm phép nến. Nến sẽ được làm phép và gửi tới tất cả cộng đoàn, đặc biệt là các em nghĩa binh thánh thể, trừ những người đánh trống và thổi kèn chúng ta không cầm được thì thôi, còn tất cả ai chúng ta đi trong đoàn rước đều mang nến. Xin các ông trương, các vị giáo lý viên lưu ý cho tôi điều này. Sau khi đã làm phép rồi thì chúng ta để ở trên này một bàn nến, tức là nến điện á. Còn một bàn nữa các vị nhanh chóng khênh về phía trước nhà giáo lý. Lúc đó họ mới đến thì chúng ta sẽ trao cho cộng đoàn, nó tiện hơn. Chứ còn lúc đầu thì chắc chưa đủ đâu. Cho nên sau khi làm phép rồi thì các vị sẽ khênh một bàn nến trở về trước nhà giáo lý để những ai nhập đoàn rước chúng ta tiếp tục trao vào tay những người đi rước. Xin lưu ý điều đấy để khi đi rước rồi thì nó rất là tốt lành. Vậy để cho chúng ta sốt sắng thì trước khi nguyện kinh, xin mời sẽ nổi nhạc, nổi trống lên cho khoảng độ 5 phút rồi sau đó chúng ta ngưng hẳn và bắt đầu khai mạc chương trình rước bằng hát kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó làm phép nến, và khi làm phép nến chỉ độ 2 phút thôi thì chúng ta tiếp tục đoàn rước đi luôn và đi theo thứ tự. Xin mời các ban
trống kèn nhạc, chúng ta sẽ cùng đồng khởi lên một bản thật là hoành tráng trước khi hát Chúa Kinh Chúa Thánh Thần và khai mạc cho chương trình trước. Xin mời ban trống và ban kèn ban nhạc bắt đầu. Sau khi bài khởi chướng xong, chúng ta sẽ ngừng hẳn lại, đứng nguyên tại chỗ và bắt đầu hát Kinh Chúa Thánh Thần và đi vào đoàn trước. Xin mời ban trống ban kèn khởi xướng luôn ạ. Xin lưu ý anh em ăn ánh sáng chuyển cho một cái đèn pha lên trên sân khấu này, không có cái đèn kia nó dọi lên trên này các cha không nhìn được sách, và trên này nhìn xuống tối lắm, cho nên xin cho một cái đèn pha ở trên sân khấu này để cho bàn thánh được sáng. Cái đèn này nó ngược các cha khó chịu lắm. Con xin mời cha Quý Hương và đoàn lễ sinh lên trên lễ đài.